Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi trở lại với đề tài là các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa có giết lãnh tụ của mình hay không? Thưa, câu chuyện này chỉ có những người ở miền Nam thì mới hiểu rõ vấn đề tại sao những ông quân đội Việt Nam Cộng Hòa ra hải ngoại ngày 19 tháng 6 thì lại tổ chức ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi tới cái đầu tháng 11 thì lại đi làm giỗ cho Tổng thống Diệm. Thì chúng tôi nhận thấy rằng thực sự là ở hải ngoại này cũng có nhiều cái thành phần khác nhau, nhiều người người ta cũng không hiểu. Thành ra những người mà hiểu chuyện đó thì là cũng mắng họ là đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Sau này nhiều người ngày nay ở Việt Nam vẫn thường thắc mắc và không hiểu những ông quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa làm cái trò trống gì ở hải ngoại. Thì chúng tôi xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang trình bày cho quý vị tại sao chúng tôi cần mổ xẻ cái danh từ lãnh đạo. Xin mời ông Nguyễn Mạnh Quang. Kính thưa quý vị độc giả, thưa quý vị, nói về cái nhà lãnh đạo của các chính quyền ngụy quyền miền Nam Việt Nam thì mình phải nói đến có hai giai đoạn, tức là giai đoạn ông Ngô Đình Diệm là người của Giáo hội La Vã đem sang đến tận Hoa Kỳ vận động để đưa về cầm quyền. Thế thì được Mỹ đồng ý, tức là ông Diệm được đưa về Việt Nam cầm quyền làm tay sai cho cả Mỹ và Vatican. Thì trước đó thì tôi cũng xin nói rõ rằng là Vatican đã 5 lần vận động chính quyền Pháp để đánh chiếm Việt Nam, và kết quả là vào tháng 9 năm 1858 thì triều đình vua Napoleon Đệ Tam đã xuất quân cấu kết với lại giáo chửa Vatican xuất quân đánh chiếm Việt Nam. Cái phần hồn của giáo chửa Vatican là cái bộ phận của những người Việt Nam theo đạo Kitô đã được đoàn ngũ hóa để tiếp tay cho cái lực lượng xâm lăng đó, và cuối cùng thì họ đã chiếm đoạt được cả nước Việt Nam, tức là họ thống trị nước Việt Nam từ năm 1885 cho đến năm 1945, tức là chúng ta bị tước đoạt hết tất cả các nhân quyền. Thế trong 9 năm kháng chiến thì cụ Hồ đã đánh đuổi được cái liên minh xâm lược Pháp, giành lại cái chủ quyền độc lập cho dân tộc. Và bây giờ chúng ta vừa mới thoát khỏi cuộc chiến thì Mỹ lại trở lại, do Vatican vận động đưa Ngô Đình Diệm về chiếm cái miền Nam Việt Nam, từ chối cái điều khoản tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956, và dựa vào cái đạo quân đánh thuê cho liên minh xâm lược Pháp. Vậy thì cái quân đội miền Nam trong cái thời gian năm 1954 cho đến năm 1975 là cái quân đội đánh thuê, mà hầu hết là quân chiên Kitô đã bị nhồi sọ, mà ông Linh Mục Trần Tâm Tính gọi là những tên sát nhân cuồng nhiệt. Và có những người dân họ bị động viên, họ bị bắt buộc đi lính. Đấy. Và trong thời đó gian đó thì có những cái ông tướng đa số là những người quân chiên Kitô nắm những cái chức vụ quan trọng, còn trong trong đó thì có những ông tướng là người miền Nam mà họ không phải là quân chiên Kitô, mà họ đã theo Tây, đã làm lính đánh thuê cho Tây từ cái thời trước năm 1945. Đại khái mình như thế là đa số những ông đó là như là ông Dương Văn Minh, ông Trần Văn Đôn, ông Tôn Thất Tính, ông Cụ Đỗ Mậu và rất nhiều người khác nữa. Thì trong cái khi mà ông Diệm mà về cầm quyền Việt Nam đó thì ông ấy dùng cái bạo lực của nhà nước với lại cái dù của người Mỹ cai trị, thì dĩ nhiên là ông ấy thi hành chính sách Kitô hóa Việt Nam bằng bạo lực và diệt hết tất cả các tôn giáo, mà bách hại Phật giáo là cái điểm quan trọng nhất, nó lên đến đỉnh điểm vào đầu năm 1963. Thế bây giờ thế thì vì lên đỉnh điểm như vậy thì những người mà cũng là quân đội, cũng là tướng lãnh, nhưng mà vì họ được lĩnh lương của Mỹ chứ không phải là lĩnh lương của ông Diệm. Ông Diệm bây giờ làm gì có lương. Thành ra nó họ rất là bức xúc. Người Mỹ người ta thấy rằng ông Diệm đã làm mất
lòng dân và bị nhân dân thế giới lên án. Tại Liên Hợp Quốc người ta cũng đã lên án, thì Mỹ nó mới gửi cái người thuyết phục là ông McNamara cầm đầu cái phái đoàn của Kennedy ủy ban đến tận Gia Long vào ngày cuối tháng 9 năm 1963 để bảo ông đừng không được làm như vậy. Nhưng mà ông vẫn không làm, thì các tướng lãnh đó là những cái tướng lãnh không phải là công giáo, họ lật đổ ông Diệm. Xin có một câu hỏi là ông Diệm có phải là do nhân dân thương mến và bầu lên hay không, thì cái đó mới là cái vấn đề đấy. Cũng xin nói rõ là vào tháng 8 năm 1950 thì Vatican đã tiên liệu được Pháp không thể nào đương đầu được cái cuộc chiến kháng chiến của nhân dân Việt Nam, và đã vận động đưa ông Diệm sang đến Hoa Kỳ để cầu xin Hoa Kỳ dùng ông Diệm, bảo kê cho ông Diệm đưa về Việt Nam cầm quyền. Nhưng mà vì cái lúc đó là vào năm 1950, Hoa Kỳ đang vướng mắc một cuộc chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến tranh Triều Tiên này nó bùng nổ vào khoảng 25 tháng 6 năm 1950 cho đến năm 1953 mới chấm dứt. Thì trong cái thời gian đó, Hoa Kỳ chưa có thể trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến ở Đông Dương để cứu vãn người Pháp, và chỉ viện trợ tiền bạc và vũ khí cho người Pháp. Và cái số tiền viện trợ cho đến năm 1954 thì người ta đã nói là, lịch sử đã nói là đến trên 80%. Vậy thì lúc từ năm 1950 cho đến năm 1953-54 thì người Pháp là bao thầu cuộc chiến do Mỹ nó trả tiền. Và cái số quân lính người Việt đánh thuê cho liên minh xâm lược Pháp đại đa số là người công giáo. Lúc bây giờ sĩ quan á, thì có cả những người không công giáo và có cả những người công giáo. Thế thì khi mà Pháp rút lui ra khỏi Việt Nam vào do theo cái hiệp định Geneva 1954 đó, thì Hoa Kỳ nhảy vào thay thế và đưa ông Ngô Đình Diệm về. Thì như vậy là ông Ngô Đình Diệm đâu có phải là nhân dân bầu lên. Cái chính quyền của ông Ngô Đình Diệm, ta gọi là ngụy quyền, là do Mỹ và Vatican dựng nên, phục vụ cho quyền lợi của Mỹ và Vatican. Mà Vatican thì chủ chốt là muốn biến miền Nam thành một cái quốc gia theo đạo Kitô và sẽ Kitô hóa nhân dân miền Nam bằng bạo lực. Mà cái điều đó đã được ông Ngô Đình Du tuyên bố rõ ràng, mà được ông Hoàng Trọng Nguyên nói rõ ở trong cái cuốn Đệ Nhất Phụ Nhân trang 424 nói rõ như vậy. Chúng tôi đã nói rõ được cái điều đó. Cái chỗ đó đó là cái chỗ quan trọng nhất trả lời cho những cái câu hỏi, cái nhận định của người Việt Nam là tại sao quân nhân Việt Nam Cộng Hòa giết lãnh tụ. Thì ban đầu chúng tôi cũng không có để ý. Nhưng mà hôm qua hôm kia chúng tôi nghĩ lại là thật ra đó là ông Diệm đâu có phải là lãnh tụ do họ bầu lên hay là do họ thương mến lên. Để nói rõ như vậy thì tôi xin thí dụ để cho quý vị thấy rõ rằng cái hình ảnh nó như thế nào. Là năm 1885 đến năm 1945 đó, thì thực dân Pháp đã chiếm rất nhiều ruộng đất của Việt Nam, và Vatican cũng chiếm rất nhiều ruộng đất của Việt Nam. Cái phần ruộng đất của Việt Nam thì Pháp đã mới lập những cái đồn điền cao su, và nó mới thuê một người Việt Nam làm quản lý, và nó thuê những anh Việt Nam khác làm cai. Thì những anh đó là đúng là Việt gian, làm tay sai cho ông chủ đồn điền, tức là bọn tư bản, tức là bọn có dính chuyện dáng đến cái quyền lực của Pháp cai trị ở Việt Nam. Thì cái bọn Việt gian mà là được nó bao thầu, nó cho làm quản lý với cai đó, thì lại dùng cái chính sách bạo ngược áp bức những cái người phu ở đồn điền. Thí dụ như cái đồn điền Hớn Quảng là tôi đã có bà con ở trên đó và tôi đã lên tôi tìm hiểu. Thì anh ấy bóc lột, anh ấy ức hiếp, rồi ai mà có vợ con đẹp là anh ngó anh đớp hết. Thì phu nó mới ức quá, nó mới nổi lên, nó giết cả anh ấy. Cái giờ này sau này tôi đọc lại cái cuốn của ông 1920-1945 của tác giả Ngô Văn cũng nói rõ cái sự áp bức như vậy. Vì sự áp bức như vậy cho nên các phu đồn điền cao su đó nó nổi lên, nhiều khi nó giết cả các anh cai, nó truy lùng các anh quản lý. Thế thì cái trường hợp đồn điền cao su đó là nó giống như là cái
cái miền Nam Việt Nam trong những năm 1954, 1975. Thì Mỹ và Vatican thuê ông Diệm về làm quản lý ở Việt Nam chứ không phải là người của nhân dân bầu lên. Thế thì ông Diệm lại dùng những Kitô giáo có quyền lực để áp bức nhân dân Việt Nam. Thế thì nhân dân Việt Nam nó lên đến đỉnh điểm bức xúc là vào cái cuộc chính quyền Ngô Đình Diệm bách hại Phật giáo và lên đến đỉnh điểm vào mùa hè năm 1963. Thế thì đó là những cái người mà cũng là nằm trong quân đội Việt Nam nhưng mà không phải là Kitô giáo. Thì họ nổi lên, họ giết chết ông Diệm. Vậy thì ông Diệm bị giết chết là bởi những cái tướng lãnh mà không phải là Kitô giáo. Sau này ông Thiệu cũng bị lật đổ. Thế giờ tôi xin trở lại tiếp tục. Cái lý do đó là vì những cái người Kitô giáo trong cái chính quyền Ngô Đình Diệm được ưu đãi nắm những cái quyền lực. Vì nào sau này ông Diệm chết thì chính những cái người Kitô giáo đó, đó là tướng lãnh ở trong cái Kitô giáo đó làm lễ dỗ ông Diệm vì họ tiếc nối cái thời oanh liệt mà họ được huy hoàng vàng son của họ, tới cái thời được ông Diệm ưu đãi. Vậy thì xin thanh minh, xin nói rõ là những người mà làm được xây dựng tượng đài cho ông Ngô Đình Diệm, làm lễ dỗ cho ông Diệm là nhà thờ Vatican và những người quân chiên Kitô mà đa số là những người đã được hưởng những cái đặc quyền đặc lợi. Em muốn xác nhận lại là như thế này. Cái lúc mà Mỹ đã đem ổng về đó, ổng không phải là lãnh đạo đối với dân miền Nam, là vì cái đó là của thằng Mỹ nó tạo ra. Nó không giống như một vị lãnh đạo ở ngoài miền Bắc. Thành ra những người lớn lên ở miền Bắc á, thì gọi là lãnh tụ, là trong đó là có một cái sự kính mến của người dân dành cho cái người đó xứng đáng là một cái lãnh tụ. Thành ra cái chữ nếu mà gọi là miền Nam giết lãnh tụ đó thì không phải là vì cả hai đều là Việt gian chứ không phải là lãnh tụ. Còn những cái người mà miền Bắc đó là họ nối tiếp những các nhà lãnh đạo, các cuộc nổi dậy suốt chiều dài lịch sử từ năm 1860, tức là ông Trương Công Định cho đến ông Nguyễn Trung Trực và nhiều người khác nữa, và cho mãi đến ông Hồ Chí Minh mới thành công được lật đổ. Thì những người đó là những người mà nhân dân đang mong đợi và bây giờ đã thành công được cuộc kháng chiến, thì họ là lãnh tụ, mà lãnh tụ cũng là anh hùng yêu nước. Có thể là ông Hồ Chí Minh là một vị anh hùng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, vì ông đã lãnh đạo cuộc kháng chiến mà không phải những chống lại có liên minh xâm lược Pháp Vatican, mà chống luôn cả cái nước Anh hồi đó cũng ủng hộ Pháp. Trung Hoa Quốc Dân Đảng cũng ủng hộ Pháp, Mỹ cũng ủng hộ Pháp, Đài Loan cũng ủng hộ Pháp. Thế thì mà cụ Hồ Chí Minh phải đánh đuổi 5-6 cái thế lực ngoại thù như vậy, đồng thời lại phải dẹt đơn cái thế lực ngoại thù ít nhất vào năm 1945 là theo tài liệu của ông Trần Tâm Tính là 1.800.000 quân chiên Kitô đứng về phía Vatican để chống lại dân tộc Việt Nam, rồi Quốc Dân Đảng dưới quyền lãnh đạo của ông Vũ Hồng Khanh chống lại chính quyền Việt Nam, rồi cái Đảng Việt Quốc Việt Cách của dưới quyền lãnh đạo của ông Nguyễn Hữu Thành cũng chống lại Việt Nam, rồi cái Đảng Đại Việt của đám ông Hồ Thúc Ký với lại tất cả những người khác đều chống lại chính quyền Việt Nam, rồi Cao Đài Hòa Hảo cũng chống lại chính quyền Việt Nam. Như vậy là cụ Hồ Chí Minh đã thành công trong cái đợt đánh đuổi tới 5-6 cái thế lực ngoại thù cấu kết với nhau để đánh chiếm Việt Nam, và với thế lực nội thù tiếp tay cho quân giặc. Thì cụ thành công như vậy thì hỏi rằng toàn thể lịch sử Việt Nam trong lịch sử mà chống lại cái cường lân từ phương Bắc đấy, không có một vị anh hùng nào mà lại gặp khó khăn nhiều như cuộc kháng chiến dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh. Điều đó chứng tỏ rằng cụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam có công lớn nhất đối với dân tộc Việt Nam. Tôi nói là như vậy, là tôi đã chứng minh được cái điều đó ở trong một cái bài nói chuyện trước rồi. Tập trung vào cái vấn đề là mình đối với cái người miền Bắc đó, thì cái vị lãnh tụ với lại nhân dân á, có một cái keo sơn, có một cái sự kháng khích với nhau. Cái sự kháng khích đó nó thiêng liêng và nó cao cả rất là nhiều. Trái lại, ông Ngô Đình Diệm hay là ông Nguyễn Văn Thiệu đều là những cái con rối của Mỹ nó đem về. Thành ra cái không có giữa cái chức lãnh tụ, chỉ là cái chức thôi, đối với cái tình nhân dân không có
Thành ra nếu quý vị gọi là giết lãnh tụ thì thật ra cái người miền Nam không có một cái sự kính trọng hay là một cái keo sơn gì với cái người đó hết. Họ chỉ có cái chức đó thôi. Tôi thấy nói như vậy là đúng 100%. Và tôi cũng đồng ý. Nhưng mà khi nói rõ là ông Thiệu và ông Diệm và ông Thiệu là được đưa về là một tên Việt gian làm tay sai cho thế lực ngoại thù, chứ không phải là một lãnh tụ mà nhân dân mong muốn. Và cả cái chính quyền của ông Diệm đó, tất cả là đều đằng sau là có Mỹ với lại Vatican điều khiển. Thí dụ như là Quốc hội Việt Nam của thời ông Diệm đó cũng là do ông Mandela vạch ra kế hoạch. Rồi những cái dân biểu mà được đưa vào đó là những cái người đại đa số hầu hết là những người công giáo do Vatican đưa vào. Rồi trong cái bản hiến văn này, bản hiến pháp lại nói rằng là coi thượng đế là một rồi là tối cao, rồi chính ông Diệm là cái người mà lại tổ chức cái cuộc lễ dâng nước Việt Nam cho Vatican dưới danh nghĩa vỗ bọc là Đức Mẹ vào tháng 2 năm 1959. Thế như vậy là ông Diệm coi những cái nước Việt Nam đó là của Vatican. Rồi tất cả mọi việc làm gì ông cũng đều ưu tiên cho những người công giáo, tức là của Vatican. Tiền bạc vơ vét của nhân dân Việt Nam, cả những cái tiền mà Mỹ viện trợ cũng đem gửi về cho Vatican. Do ông Trần Đình Trường đã chuyển sang như thế nào chúng tôi nói rõ hết. Vậy thì quý vị đừng tưởng rằng là các lãnh đạo ở miền Nam là ông Diệm với lại ông Thiệu mà chỉ là tay sai của liên minh xâm lược Vatican. Và nhân dân nổi lên đó là những nhân dân người ta nằm dưới ách thống trị của cái liên minh xâm lược Pháp, mà qua thằng quản lý là Ngô Đình Diệm với Nguyễn Văn Thiệu. Cũng giống như là những anh em phu mà bị bóc lột quá ở các đồn điền cao su như là đồn điền Hớn Quảng ở vùng miền Nam đó, thì họ nổi lên họ giết mấy cái thằng quản lý hay là thằng cai ở đồn điền của cái thằng chủ đồn điền. Thì đây các ông tướng lãnh miền Nam với lại quân lính miền Nam mà nổi lên giết Ngô Đình Diệm với lại chống lại ông Thiệu là cái việc mà gọi là bách hại Phật giáo, mà nó lên đến đỉnh điểm vào mùa hè năm 1963. Rồi cái các tướng lãnh với lại các quân đội mà nổi lên đó đập đổ cái Ngô Đình Diệm và giết chết Ngô Đình Diệm là thể theo cái nguyện vọng của nhân dân miền Nam, chứ không phải là người ta phản. Người ta không phản ông Diệm mà người ta chỉ giết cái thằng Việt gian thôi. Ba đời nhà ông Diệm làm Việt gian, bán nước cho Vatican với Pháp rồi lại bán nước cho Mỹ. Thì như vậy là nhân dân Việt Nam toàn quốc từ Hải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau là thù ghét cái gia đình Ngô Đình Diệm từ đời ông đời cha cho đến ấy là đến tận xương tận tủy. Họ giết như vậy là còn tốt đó. Chứ còn theo cái luật của thời ông Minh Mạng là gọi là tùng xẻo. Nho giáo đã nói là giết một tên bạo chúa là giết một tên tàn tặc, chứ không phải là giết một người cầm quyền, một tên tàn tặc hại dân. Đó là sách Nho giáo cũng nói rõ như vậy. Quý vị cứ lật cho giáo lời ông Mạnh Tử nói như vậy đó. Vậy thì xin thanh minh cái điểm này để làm sáng tỏ vấn đề này. Và để kết luận cho cái bài nói chuyện hôm nay thì chúng tôi giải thích là thật ra cái chữ mà người Việt Nam Cộng Hòa giết lãnh tụ rồi thờ lãnh tụ đó, là quý vị cũng phải hiểu là cái chữ lãnh tụ mà dành cho dân miền Nam chúng tôi rất là quá là một cái sự ép buộc của Mỹ. Mỹ nó đem về một cái người Thiên Chúa giáo đem về cho chúng tôi, cho dân miền Nam, và dòng họ thì là Việt gian, mà Mỹ nó đem về nó đánh bóng lên và cho người ta bầu. Người ta đâu có biết gì đâu. Dân chúng ngày xưa rất là dốt nát. Mà thời đại nào cũng vậy, ngay cả nước Mỹ này cũng vậy nữa. Thế ông nào mà khéo miệng mà gọi là khéo lừa dối là lừa được ngay. Mà cũng ăn gian bầu phiếu. Do đó là ông đó không phải là lãnh tụ theo cái nghĩa lãnh tụ của những người ở miền Bắc, mà hoặc là lớn lên sau này người cả nước Việt Nam lớn lên sau này hiểu cái chữ lãnh tụ rất là đáng kính, rất là kháng kết với lòng dân. Và chúng tôi xin chào quý vị khán thính giả.